Thì bây giờ bạn tới bệnh viện Chiết Liêu để tư vấn nâng mũi, thì đặt ra một câu hỏi: với tình trạng khó như vậy thì chúng ta sẽ tư vấn dịch vụ gì? Thì trên vị nam khách hàng này của chúng ta sẽ nâng mũi sụn sườn đó, đặt cấu trúc lại hết, mũi cấu trúc nhưng vật liệu chắc nhất trong cơ thể là sụn sườn. Xin chào khách hàng của bệnh viện JW Hàn Quốc. Thì hôm nay đến với chúng ta là một ca mũi hơi khó. Khách hàng của chúng ta là một bạn thuộc thế hệ Gen Z 2K1, là một du học sinh Mỹ mới về Việt Nam. Thì em này có cái tình trạng là mũi khiếm khuyết nhiều. Thì bây giờ thì bác sĩ sẽ đánh giá cái tình trạng mũi trên cái hình đây ha. Vì sao ca mũi này gọi là ca mũi khó? Đây, các bạn nhìn thấy đầu tiên, khi mà nhìn mũi trực diện ha, khuôn mặt của bạn nam khách hàng này của chúng ta hơi tròn. Nhưng cái thứ hai ha, nhìn nhìn vấn đề trực diện các bạn có thể nhìn thấy ha, các bạn có thể nhìn thấy mũi trụ rất là thấp, rất là ngắn ha, và bụng có sẹo co rút ngay với phần cái gốc mũi như đây. Đó là hồi xưa khách hàng của chúng ta bị tai nạn giao thông nên để một cái sẹo co rút ngay vùng chân mũi, ngay vùng gốc mũi ở đây. Mũi rất là thấp đó và ngắn ở đây, nhìn từ phía dưới nhìn lên trụ rất là thấp, hai cánh mũi phồng rộng ha, hầu như là không có trụ luôn đó. Nhìn góc nghiêng các bạn thấy rất là hách ha, vùng đầu mũi rất là hách, rất là ngắn đó, phải một cái mũi khó ha. Đó, với tình trạng khó như vậy thì chúng ta sẽ tư vấn dịch vụ gì? Thì trên vị nam khách hàng này của chúng ta sẽ nâng mũi sụn sườn đó, đặt cấu trúc lại hết, mũi cấu trúc nhưng vật liệu chắc nhất trong cơ thể là sụn sườn. Và vì sao? Vì đây là một trường hợp mũi khó, da mũi dày ngắn đó, sẹo co rút, thì cái vật liệu cứng chắc và trong cơ thể tốt nhất của chúng ta là một sụn sườn thì mới độ đủ độ chắc để mà dựng trụ và kéo cao cái dài đầu mũi ra được. Góc nghiêng các bạn nhìn thấy ha, rất là thấp, mũi rất là thấp, ngắn, vừa ngắn vừa thấp, sẹo co rút vùng gốc mũi đó, trụ ngắn mũi hết nhiều. Thì trên cái đây là góc nhìn nghiêng ha, một số góc nhìn khác đấy, các bạn nhìn thấy thêm ha, đây góc nhìn phía dưới trụ rất là thấp, cái mũi bè rộng đó, thấy không, cái mũi bè rộng bây giờ thì hết rồi, thấy không, các bạn nhìn thấy đó, cái mũi ha, trụ đã được nâng cao lên rất là nhiều, thấy không, đó không còn hết nữa. Và cái mũi các bạn thấy không, hai cái mũi này hình gần như là cái mũi bẹt luôn đó. Còn bây giờ cái mũi là phồng rộng keo giống như hạt chanh này đó, thấy không, hai cái mũi được đều tròn đẹp, không còn bẹt bẹt như thế này nữa, thấy không, nhìn rất là đạt điểm 10, thấy không đó, rất là đẹp ha. Đó, vấn đề trụ mũi thì các bạn nhìn thấy, các sĩ phân tích lại thấy không, đó chúng ta chỉ cần nâng mũi thôi đủ rồi đó. Trên cái này chúng ta không cần phải thu gọn cái mũi, đó là cái mũi tự nhiên phồng đẹp tự nhiên rồi, trước mổ ha, sau mổ đó, không cần phải thu gọn cái trên trường hợp này ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có đặt câu hỏi nào cứ comment cho tôi bình luận. Tư vấn viên của Viện Chiêu Lưu sẽ liên hệ trực tiếp các bạn ha. Rồi, một lần xin chào với các bạn. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn.